Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Sơn Hà Trầm của tác giả Mạc Thư Bạch, chương 71. Sở Dù nghe Vệ Uẩn chậm rãi hít thở sau lưng, thân thể căng cứng mới thả lỏng lại, ngơ ngác nhìn đống lửa trước mặt. Vừa rồi nàng đã suy nghĩ, thời điểm 15 tuổi có lẽ không hiểu, nhưng mà nàng sớm đã thành hôn, thậm chí sinh con. Nàng biết rõ ràng chính mình vừa rồi muốn làm gì. Nàng cư nhiên nảy sinh dục niệm đối với một thiếu niên. Nàng ngồi bên đống lửa, cảm thấy may mắn vì bên cạnh không có người. Cũng may mắn gia phong Vệ gia đoan chính, Vệ Uẩn tuy rằng 15 tuổi, nhưng kỳ thật cái gì cũng không hiểu. Nếu hiểu được, thật là lúng túng biết bao. Nàng là tổ tử trang, nàng biết tình cảm của Vệ Uẩn đối với Vệ Quân. Nếu Vệ Uẩn nhận ra dục niệm vừa rồi của nàng, sẽ cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm. Hơn nữa, không nói đến chuyện Vệ Uẩn đối đãi với nàng như thế nào, chính nàng cũng không được vượt qua ranh giới này. Dù thế nào đi chăng nữa, Vệ Uẩn cũng chỉ là một thiếu niên. Sở Dù từ từ bình tĩnh lại, giơ tay tát lên mặt mình một cái thật mạnh. Đau đớn làm nàng thanh tỉnh rất nhiều, nàng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nàng nghĩ, có lẽ mình lên tìm ai đó, chẳng sợ giống như trưởng công chúa thu nhận mấy trai lơ. Chung quy cũng sẽ không đến mức lưu lạc như hiện tại, tư xuân với thiếu niên 15 tuổi. Sở Dù trước giờ luôn thẳng thắn thể hiện tình cảm. Năm đó nàng muốn cố Sở Sinh, nàng liền đi, chưa từng có nửa phần che giấu. Từ khi nàng trọng sinh đến nay, nàng không cảm thấy dục vọng đáng xấu hổ. Nàng chỉ là xấu hổ ở chỗ lại nảy sinh ý nghĩ ở trên người một thiếu niên 15 tuổi. Nếu là cố Sở Sinh, so với Vệ Uẩn nàng cũng dễ chấp nhận hơn. Chẳng sợ hiện giờ cố Sở Sinh cũng chỉ có 17 tuổi, nhưng cố Sở Sinh. Sở Dù nhíu mày cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao nàng cảm thấy cố Sở Sinh không giống như đứa trẻ? Nàng khẩy đống lửa, nghiêm túc suy nghĩ, lát sau nàng đại khái đã hiểu. Có lẽ lúc đầu nàng và Vệ Uẩn gặp nhau, nàng đã nhận định Vệ Uẩn là đệ đệ. Bởi vì Vệ Uẩn là đệ đệ của Vệ Quân, cho nên nàng quan tâm chàng, dù cho Vệ Uẩn bao nhiêu tuổi thì cũng là đệ đệ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Sở Dù thu lại tâm tình. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên ngủ trên bãi cỏ. Chàng lớn lên rất đẹp, phong lưu lại không mất anh khí, có sự tuấn lãng thanh tú của văn nhân, lại thêm sự kiên nghị của võ tướng. Hai loại khí chất mâu thuẫn này ở trên người chàng hòa hợp tự nhiên, đẹp đẽ mà không đường đột. Đại Sở không tìm ra người thứ hai đẹp đến như vậy, cho nên cũng không thể trách được nàng đi. Trong lòng Sở Dù tự dưng có chút kiêu ngạo, Vệ Uẩn ưu tú như thế, nhất thời bị mê hoặc cũng là bình thường. Sở Dù rối rắm đến nửa đêm, cuối cùng tự an ủi chính mình. Lúc này Vệ Uẩn đúng giờ tỉnh lại, nói với nàng. Tẩu tẩu ngủ một lát đi, đệ gác đêm cho. Sở Dù đáp lại, rồi chợp mắt. Sáng hôm sau khi hừng đông lên, Sở Dù vào rừng săn thú, bắt cá trở về. Hai người trốn ở trong rừng, Sở Dù không dám tùy tiện, cùng Vệ Uẩn ăn xong, sau đó kiểm tra miệng vết thương của chàng. Tình trạng Vệ Uẩn không tốt lắm, rất nhiều miệng vết thương của chàng đã bắt đầu sinh mủ. Chủ yếu vẫn là thương thế trên đùi, chân chàng đã không còn cách nào đi được. Sở Dù không dám động vào chàng, nàng nhìn chân Vệ Uẩn, cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng muốn hỏi chàng có đau hay không, nhưng lại cảm thấy lời này nói ra thật vô nghĩa, sao lại không đau chứ? Nàng mím chặt môi, đắp lại thuốc cho chàng một lần, nói. Tẩu mang đệ đi xa thành, tìm đại phu chữa chân đệ thật tốt rồi tính tiếp. Mỗi thành trì Bắc Địch do các bộ lạc khác nhau cai quản, phần lớn dùng để giao thương, hội tụ người ở muôn nơi trời Nam biển Bắc. Dù là đang chiến tranh thì đối với bộ lạc trung lập mà nói, hai người đại sở bọn họ xuất hiện trong thành trì cũng không có gì kỳ lạ. Mà Sa Thành là thành trì lớn gần bọn họ nhất. Sở Dù đựng đầy túi nước, cầm theo rất nhiều trái cây, cùng một ít lương khô và quần áo lặng lẽ trộm ở trong thôn trở về, bắt đầu cõng Vệ Uẩn đi đến Sa Thành. Ở đây vẫn là bình nguyên, cỏ xanh rậm rạp. Càng đi về phía trước, cỏ cây ngày càng thưa thớt. Đi xa hơn nữa liền đến sa mạc. Ban ngày sa mạc rất nóng, Vệ Uẩn đem áo choàng trên người trải ra che trên đầu Sở Dù. Sở Dù đang bị mặt trời chiếu xuống đến choáng váng đầu óc, bỗng dưng cảm thấy có cái gì che ở phía trên. Nàng quay đầu lại liền thấy Vệ Uẩn dùng áo choàng che cho mình. Chàng lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp chứa đầy áy náy, lo lắng tự trách. Còn cả cảm xúc không nói rõ thành lời. Sở Dù nhìn ánh mắt kia đến nỗi tim đập loạn nhịp, có chút lúng túng quay đầu đi, thấp giọng nói.
Cảm ơn. Vệ Uẩn không nói gì, chàng dựa vào vai nàng, học theo giọng điệu của nàng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Đến đêm, hai người tìm được nguồn nước, Sở Du đi nhặt củi khô, đốt lửa, ngồi ăn lương khô cùng với Vệ Uẩn. Nàng hơi mệt, nói không ra lời. Chờ lúc sau ăn xong, nàng nằm gần đống lửa nghỉ ngơi, nói với chàng. Đệ trông giữ nửa đêm trước, củi ở bên cạnh đệ, lửa không đủ thì thêm củi vào. Đến nửa đêm về sáng thì kêu tẩu, tẩu ngủ một lát. Vệ Uẩn một tiếng, ngẫm nghĩ, rồi vỗ vào chỗ bên cạnh mình nói. Tẩu tới bên cạnh người đệ ngủ. Sở Du quá mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều. Cầm tay nải tới bên cạnh Vệ Uẩn, coi như gối đầu kê lên, cuộn tròn người lại ngủ. Vệ Uẩn dựa người vào đống đất nhỏ, nhìn người bên cạnh ngủ, chưa được một lát đã nghe thấy tiếng hít thở vang lên. Chàng thấy nàng cuộn tròn người lại, liền lấy áo choàng bên ngoài nhẹ nhàng đắp lên. Sau khi đắp lên, Sở Du vô thức nhích lại gần chàng. Vệ Uẩn không nhịn được nhẹ nhàng cười rộ lên, đặt tay lên đầu Sở Du. Tóc Sở Du rất mềm, lúc ngủ mới bỏ xuống bộ dáng trầm ổn, cẩn thận và trang hàng ngày, trở thành một thiếu nữ dịu dàng diễm lệ. Có những người mới nhìn thấy thì diễm lệ, nhưng sau đó lại từ từ cảm thấy bình thường. Nhưng có một số người, lần đầu tiên nhìn cảm thấy bình thường, nhưng sau đó càng ngắm lại càng thấy đẹp. Vệ Uẩn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy Sở Du, trên người cô nương kia mặc hỷ phục, khoanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn chàng. Khi đó chàng đã cảm thấy nàng đẹp, nhưng mà càng ở chung lại càng cảm thấy người này xinh đẹp mỹ lệ đến chấn động lòng người. Vĩnh viễn ngắm không đủ, vĩnh viễn muốn bên cạnh nàng. Chàng muốn làm điều gì đó cho nàng nhưng vẫn luôn không làm được. Người này giống một cây đại thụ, một tòa núi cao, tất cả mọi người muốn dựa vào chàng. Duy chỉ có cô nương này, một lần lại một lần, làm chàng dựa vào. Tay chàng ngừng lại trên đỉnh đầu nàng, nhìn chân mày nàng hơi nhăn, nhịn không được mà thở dài. A Du. Chàng nhỏ giọng gọi tên nàng, nhưng lại không cần nàng đáp, thậm chí còn sợ nàng nghe thấy. Chờ gọi xong lúc sau, chàng bỗng dưng cảm thấy có chút vui mừng nho nhỏ trong lòng. Chỉ là gọi tên nàng mà tâm tình lại nảy sinh chua xót cùng vui sướng. Sở Du ngủ một đêm thật ngon, chờ ngày hôm sau mặt trời mọc lên, nàng mới chậm rãi mở to mắt. Nàng vừa mở mắt đã thấy người kia trước mặt mình. Trên người nàng đắp áo choàng của đối phương, người nọ mặc bố y xanh thẫm nàng trộm được, tóc buông xõa sau lưng, chắn ánh mặt trời phía trước người nàng. Trong nháy mắt Sở Du khẽ khựng lại, nàng lặng lặng nhìn người nọ che chở mình phía trước. Rõ ràng không phải hoa y mỹ mạo, cũng không phải ngồi trên miếu thờ cao đường. Nhưng nàng lại cảm thấy bóng dáng người này đẹp đến mức làm người ta rung động. Nàng lặng lặng nhìn, một lúc sau mới hoàn hồn tỉnh táo. Nàng lắc nhẹ đầu, chống mình đứng dậy, vội vàng cầm áo choàng đưa lại cho Vệ Uẩn. Sao đệ không gọi tẩu, canh giữ cả một đêm, thân thể đệ sao chịu đựng được? Nói xong, nàng khoác áo choàng lên người Vệ Uẩn, buộc dây ở cổ cho chàng. Vệ Uẩn nhìn dáng vẻ lo lắng của Sở Du, bật cười vui vẻ. Nhìn tẩu tẩu ngủ ngon nên đệ không đành lòng quấy rầy, ban ngày đệ cũng có thể ngủ. Sở Du không nói gì, nàng ngẩng đầu lên thấy mặt chàng có chút phiếm hồng, nàng giơ tay chạm nhẹ vào trán liền thấy nóng bỏng. Nàng cắn chặt răng, nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Đi đi, đệ liền đi đi cho khuất mắt ta. Nói xong, nàng cõng chàng tới gần dòng nước, giúp đỡ chàng rửa mặt chải đầu, sau đó rửa mặt chải đầu mình một chút, ăn qua loa ít đồ rồi phủ áo choàng lên, cõng Vệ Uẩn tiếp tục xuất phát. Lúc này đã cách xa thành không xa, Sở Du nổi giận đùng đùng nói. Tính ra chúng ta có vận khí tốt, chứ gặp phải bão cát lại phải trì hoãn, thì không khéo đệ bệnh chết ở chỗ này luôn. Vệ Uẩn dựa vào Sở Du, cười không nói chuyện. Sở Du thấy chàng không nói lời nào, sốt ruột hỏi. Tiểu thất! Tẩu tẩu, đệ tỉnh! Vệ Uẩn biết nàng lo lắng điều gì, trầm ổn mở miệng. Tẩu đừng lo lắng, đệ vẫn ổn. Vậy sao đệ không nói chuyện? Trong lòng Sở Du không vui muốn kiếm cớ với chàng, Vệ Uẩn cũng biết, chỉ là thay đổi đề tài nói. Hình như tẩu tẩu thông thạo địa hình Bắc Địch. Sở Du nhất thời nghẹn lời. Đời trước Bắc Địch và Đại Sở đánh qua đánh lại mất 6 năm, nàng cùng cố Sở Sinh làm gián điệp nhiều lần, làm sao lại không biết. Nàng không nói gì, Vệ Uẩn đầu óc mơ màng, cười nói. Tẩu tẩu dường như có rất nhiều bí mật, thế nhưng tẩu đừng lo lắng. Vệ Uẩn nhắm mắt lại, mệt nhọc nói.
Mặc kệ như thế nào, đệ đều sẽ che chở tẩu. Nghe được lời này, Sở Du nhịn không được cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ai che chở ai còn chưa biết đâu. Vệ Uẩn khẽ đáp lại, sau đó nhỏ giọng nói. Tẩu tẩu đối tốt với đệ, đệ đều ghi tạc trong lòng. Chờ sau này chiến tranh chấm dứt, thiên hạ thái bình, đệ trấn hưng lại Vệ gia, tẩu tẩu. Chàng nhẹ giọng hứa hẹn. Đệ sẽ để tẩu trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, đại phu nhân độc nhất vô nhị của Vệ phủ ta. Ai cũng không khi dễ được tẩu. Tẩu muốn cái gì, đệ đều cho tẩu. Sở Du khẽ sừng sốt, nàng hoảng hốt nhớ tới một người. Đại phu nhân Vệ gia kiếp trước, Thành Bình quận chúa. Bỗng dưng trong lòng nàng chua xót, nhưng lại không đành lòng làm phật ý tốt của thiếu niên này. Chàng sớm muộn gì cũng trưởng thành. Có một ngày, chàng sẽ cưới vợ sinh con, sẽ nghênh đón đại phu nhân Vệ phủ chân chính. Mà khi đó, cũng là lúc nàng lên rời đi. Ai cũng có cuộc sống của mình, ai cũng đều sẽ lập gia đình. Chim chóc lớn lên sẽ bay đi, mèo nhỏ lớn lên sẽ rời nhà. Thân là trưởng bối, lại muốn ở bên cạnh người này, vô âu vô lo, làm bạn cả đời. Nhưng không thể không đối diện với sự thật, có một ngày bọn họ phải chia xa. Nhưng không thể không đối diện với sự thật, có một ngày bọn họ phải chia xa. Chung quy có một ngày bọn họ đứng trên địa vị cao, sẽ phát hiện ra rằng muốn lo lắng hy sinh cho ai đó lại không có đối tượng. Lúc đó Sở Du đã nghĩ như thế, nhưng mà nàng lại quên. Vệ Uẩn chưa bao giờ là vãn bối của nàng. Chưa bao giờ. Nàng không nói lời nào. Vệ Uẩn dựa vào nàng, mơ hồ nhận ra tâm tình của người trước mặt hạ xuống. Chàng nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập trong tim nàng. Vì sao tẩu tẩu không vui? Cũng không phải không vui. Sở Du khẽ cười nói. Tẩu cảm thấy tiểu thất của chúng ta có thể nói được làm được, nhưng sẽ có một ngày đệ trưởng thành. Chờ chiến sự bình định, đệ cũng tới tuổi mai mối bàn chuyện hôn sự. Khi hê tử đệ vào cửa, tẩu làm đại phu nhân Vệ gia không phù hợp lắm. Vệ Uẩn không nói gì, chàng khan giọng đáp lại Sở Du. Đệ không cưới vợ. Đệ ở tuổi này chưa muốn cưới vợ cũng là bình thường, nhưng chờ đệ tới 20 tuổi, sợ sẽ không tùy theo ý đệ được nữa. Sở Du cười khẽ. Đệ không cần lo lấy phải cô nương không tốt, tẩu sẽ nhìn giúp đệ, không để đệ cưới phải nữ tử dữ dằn ghê gớm đâu. Đệ không cưới. Đệ đừng sợ à. Sở Du thấy phản ứng của Vệ Uẩn, không nhịn được trêu đùa. Đệ biết Thành Bình quận chúa không? Tẩu giúp đệ. Đệ không cần, ai đệ cũng không muốn cưới. Vệ Uẩn giống giận thành tiếng, bất chợt ho khan run dập. Sở Du hoảng hốt cuống quýt nói. Đệ đừng vội, tẩu chỉ nói đùa thôi, tẩu không nói nữa, chuyện này vẫn còn sớm. Vệ Uẩn không lên tiếng, chàng gắt gao ôm nàng, mím chặt môi, hô hấp vừa nhanh lại vừa nặng nề. Sở Du bước nhanh hơn, một tường thành xây bằng đất đá hiện lên trước mặt. Nàng nôn nóng nói. Tiểu thất, đệ không sao chứ? Không có việc gì. Vệ Uẩn mang theo vài phần ủy khuất, yếu ớt nói. Sở Du ngẫm nghĩ, Vệ Uẩn rốt cuộc vẫn còn nhỏ, trò đùa này có lẽ hơi quá trớn. Nàng thở dài. Đệ cho tẩu xin lỗi, vừa rồi là tẩu không đúng. Lúc đầu nghĩ đến chuyện đệ phải cưới vợ, có chút khổ sở, sau lại muốn trêu đùa, đệ đừng nóng giận. Nghe vậy, Vệ Uẩn ngần người, một lát sau chàng chậm rãi nói. Đệ không cưới vợ. Sở Du không dám nhiều lời, chỉ đáp lại. Sau đó nghe giọng Vệ Uẩn khàn khàn nói. Cho nên tẩu đừng lo lắng, cũng đừng khổ sở. Chỉ sợ tẩu không cần đệ, trong lúc đệ không có nhà mà rời đi. Sở Du nghe thấy lời này, trong lòng chấn động, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chợt Vệ Uẩn nói. Đệ có thích một người, nhưng đệ cưới không nổi. Vì vậy tẩu ở Vệ phủ với đệ, sống nương tựa lẫn nhau đi. Sở Du thở phào, đang định nói gì lại thấy Vệ Uẩn đổi đề tài. Tới Sa Thành rồi. Sở Du biết chàng không muốn nói tiếp, cũng không biết vì sao nàng không dám bàn lại, cười nói. Ừm, đệ giả làm đệ đệ tẩu, tẩu mang đệ vào thành. Trượng phu đi. Vệ Uẩn mở miệng, Sở Du ngẩn người. Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, gian nan nói. Khác xa với thân phận hiện tại sẽ càng tốt. Sở Du phản ứng lại, khẽ gật đầu. Nhưng Vệ Uẩn lại cảm thấy có gì đó đè nén trong ngực, ép tới mức chàng không thở nổi. Nhưng lúc này chàng vẫn muốn, một lần. Chàng quá phận, chàng chỉ muốn một lần này thôi. Chương 72. Sở Du cùng Vệ Uẩn mặc áo choàng vào thành,
Khi tới cửa, Sở Du theo bản năng nắm lấy kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Chờ đi tới cửa, thủ vệ cũng không thèm cản bọn họ, đứng một bên cắn hạt dưa cho bọn họ trực tiếp vào thành. Sở Du thở phào, cõng Vệ Uẩn nhanh chóng đi vào. Trước tiên nàng tìm một khách điếm cho Vệ Uẩn nghỉ ngơi, sau đó liền hỏi chủ quán vị trí y quán, dẫn Vệ Uẩn đi tìm đại phu. Sở Du không dám đi vào trung tâm thành trì tìm những y quán lớn, chỉ hướng ngõ ngách mà đi. Rốt cuộc ở một góc thành trì hoang tàn vắng vẻ, tìm thấy một ngôi nhà bằng gỗ. Sở Du mới đi tới cửa, đang nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nam tử lười biếng người đại sở. Đưa ta chút bạch chuột. Đây. Một giọng bé gái vang lên, đối phương lại nói. Đưa ta cây bạch chỉ. Đây. Đưa ta chút. Thúc có phiền hay không hả? Bé gái giống giận. Đồ ở trong tầm tay thúc, nhất định bắt ta lấy. Không cho ngươi lấy, sao thể hiện được ngươi là đồ đệ ta? Đối phương cười khẽ thành tiếng, Sở Du đi vào cạnh cửa, cung kính gõ xuống. Bé gái và nam nhân cùng nhau nhìn qua, Sở Du cũng nhìn lại đối phương. Đại phu đó cũng thật trẻ, nhìn qua khoảng 20 tuổi, mặc trường bào màu trắng làm từ tơ lụa, dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng màu xanh. Tóc đối phương dùng một cây châm ngọc, tùy ý cuộn lại một nửa, còn lại buông xõa xuống lưng, giống như trường bào cũng phát sáng quanh người hắn. Hắn ngồi cạnh chồng công văn, thấy Sở Du cõng người tới, bèn nhíu mày. Chà, cô nương này sức lực thật lớn. Nhanh lên! Hắn hướng tới bé gái bên cạnh, phất phất tay. Giúp khách nhân đỡ người vào trong. Bé gái trợn trắng mắt, nhưng vẫn tiến lên giúp Sở Du. Sở Du khẽ cười, cõng Vệ Uẩn tiến vào. Thật cẩn thận đặt trước mặt đối phương, mở miệng nói. Tiên sinh, mời ngài xem giúp. Vệ Uẩn đưa tay ra, rũ mắt, thời thời khắc khắc lắng nghe tiếng động của người bên cạnh. Đối phương gật đầu nói. Người đại sở. Nói xong, hắn bắt mạch cho Vệ Uẩn, chống cằm nhìn chàng. Một lát sau, hắn thu tay về, dựa lưng trên ghế nói. Người ta có thể chữa, nhưng trước tiên phải nói đến tiền khám bệnh. Nơi này ta có một lượng vàng. Đối phương cười, cong khóe miệng. Đây là bố thí ăn mày sao? Vệ Uẩn bình tĩnh nói. Tiên sinh, hiện giờ lộ phí trên người chúng ta không có nhiều lắm. Ngài chữa bệnh cho ta, ngày sau ta sẽ không bạc đãi ngài. Được. Đối phương khẽ gật đầu. Đi viết giấy vay nợ, thiếu ta 100 lượng hoàng kim. Vệ Uẩn nhíu nhíu mày, đối phương nhìn về phía Sở Du. Phu nhân, tiền này ngài không viết cho ta, ta có thể đảm bảo hai chân của trượng phu ngài đời này bị phế bỏ. Ngài thiếu ta 100 lượng, ta có 5 phần chắc chắn chữa khỏi cho hắn. 5 phần? Sở Du có chút kinh ngạc, đối phương cười nói. Sao rồi, ngài không cần vội, ngài có thể chạy nhanh ra ngoài, hỏi một vòng trong thành xem ai dám nói có thể chữa khỏi cho hắn. Người dám nói đều bị thúc đánh. Bé gái bên cạnh bình tĩnh mở miệng. Thanh niên kia quay đầu, giơ tay lên vỗ nhẹ trên đầu bé gái. Ngươi là muốn bị đánh đúng không? Vệ Uẩn cùng Sở Du không nói chuyện. Một lát sau, Sở Du đứng lên nói. Ta đưa đệ. Đem giấy bút tới. Vệ Uẩn quyết đoán mở miệng. Thanh niên kia ý cười trong trẻo nhìn Vệ Uẩn, đem bút mực đẩy đến cho nàng, duỗi người lười biếng nhìn về phía Sở Du. Quả nhiên là Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Vệ Uẩn trầm mặc viết xong giấy nợ, giơ tay cắm thẳng bút trên bàn. Bút trong tay chàng giống như dao nhỏ, xuyên qua một nửa bàn gỗ. Vệ Uẩn dướn người qua, nhìn chăm chăm đối phương, bình tĩnh nói. Giấy nợ ta đã viết xong, chân ta chữa không tốt, đầu của ngài cũng đừng mong giữ lại. Chương 73. Thanh niên kia ngẩn người, sau đó gian nan cười rộ lên. Vậy, cái giấy tử này ta không nhận. Vậy đầu hiện tại cũng đừng muốn. Thanh niên thở dài, theo sau nói. Được rồi, để ta thử xem vậy. Nói xong hắn đứng lên. Trước tiên nâng người vào trong phòng, ta xử lý miệng vết thương một lần nữa. Sở Du nghe vậy, đỡ Vệ Uẩn đứng dậy đi vào bên trong. Đối phương quay đầu lại nói với bé gái. Đi lấy cho bọn họ cái xe lăn tới. Bé gái đáp lại, Sở Du ôm Vệ Uẩn đặt lên giường, đánh giá người thanh niên. Xin hỏi tiên sinh tên họ là gì? Thẩm Vô Song. Thanh niên kéo ra một cuộn vải bố trắng bên cạnh. Trên vải bố trắng cắm đầy ngân châm kích cỡ dài ngắn khác nhau. Bên cạnh treo một cái giá chứa rất nhiều lưỡi dao lớn nhỏ không đồng nhất. Thanh niên gỡ một cái lưỡi dao xuống, hơi trên lửa một lát, lại lau qua rượu, lãnh đạm nói. Vừa rồi là đồ đệ ta, cũng là cháu gái ta, Thẩm Kiều Kiều.
Nói xong, thanh niên nói với Sở Du: "Ngài đi ra ngoài nói với mẫu thân Kiều Kiều, chuẩn bị thuốc tắm cho trượng phu ngài." Sở Du ngẩn người, nghe đến lời căn dặn của Vệ Uẩn trước khi vào thành, đáp lại rồi đi ra ngoài, gặp được bé gái kia đang đẩy xe lăn tiến vào. Sở Du nói với Kiều Kiều một tiếng, Kiều Kiều gật đầu nói: "Được." Dứt lời, cô bé chỉ vào giếng nước nói với Sở Du: "Vậy ngài chuẩn bị nước đi." Sở Du đáp lại, trở về lấy chậu gỗ múc nước vào. Lúc này Thẩm Vô Song ở trong phòng tháo băng vải cho Vệ Uẩn. Sở Du vừa đi vào liền thấy Vệ Uẩn nằm trên ghế, quần áo bị cởi bỏ hoàn toàn. Sở Du định đặt chậu nước xuống rời đi, Thẩm Vô Song gọi nàng lại nói: "Ít người lại đầy hỗ trợ." Sở Du dừng bước chân, Vệ Uẩn gian nan nói: "Tiên sinh, để nàng." "Đã là thê tử ngài, sợ cái gì?" Thẩm Vô Song trừng mắt nhìn Vệ Uẩn: "Tẩu tử ta và đồ đệ còn phải tự múc nước chuẩn bị thuốc tắm cho ngài, ngài bảo ta tìm ai tới giúp?" Sắc mặt Vệ Uẩn cứng đờ, Sở Du quay người lại, nhìn hắn bình tĩnh nói: "Không sao, tiểu thất." Dứt lời, nàng đứng bên cạnh Thẩm Vô Song: "Tiên sinh, ngài cứ phân phó." Thẩm Vô Song không nói lời nào, cởi bỏ hết quần áo trên người Vệ Uẩn, chỉ che đậy vị trí mấu chốt. Toàn thân chàng đều là vết thương, miệng vết thương vốn được băng bó tốt lại trộn lẫn với hạt cát hóa thành mù, xen lẫn vào nhau nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Sở Du nhìn thấy vết thương này, chưa kịp nghĩ gì đã nghe Thẩm Vô Song mở miệng: "Khăn." Sở Du xoay người đưa khăn cho Thẩm Vô Song. Thẩm Vô Song giơ tay lau qua vết thương trên người Vệ Uẩn. Sở Du lại tiếp tục không ngừng đổi khăn mới cho Thẩm Vô Song lau rửa miệng vết thương. Lau rửa sạch sẽ xong, Thẩm Vô Song bắt đầu dùng rượu sát trùng cho Vệ Uẩn. Vệ Uẩn vẫn luôn không mở miệng, toàn bộ quá trình sắc mặt không đổi, còn ngẩng đầu nói với Sở Du: "Nàng đừng lo lắng, ta không đau." Sở Du giúp Thẩm Vô Song cầm thuốc, rũ mắt không nói lời nào. Thẩm Vô Song cười nhạt, từ bên cạnh lấy dao nhỏ tới, cả lờ phất phơ nói: "Ta gọt thịt thối ra cho ngài, ngài cũng đừng kêu đau đấy." Vệ Uẩn nhìn Thẩm Vô Song cười nhạo thành tiếng, xoay đầu đi, bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý. Thẩm Vô Song tức giận nhưng động tác vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, một mặt cắt thịt thối, một mặt nói: "Được, được, được, ta thật muốn xem ngài có bao nhiêu lợi hại." Vệ Uẩn và Sở Du đều nhận ra Thẩm Vô Song phô trương thanh thế, cũng không nhiều lời. Chờ Thẩm Vô Song đem thịt thối cắt xong, hắn lại đắp thuốc cho Vệ Uẩn, băng bó vết thương một lần nữa, rồi vẫy tay nói với Sở Du: "Cõng hắn đi theo ta." Vệ Uẩn kỳ thật vô cùng đau đớn, trên mặt chàng bất động, nhưng lăn lộn một hồi như vậy cũng khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sở Du cõng Vệ Uẩn đuổi kịp Thẩm Vô Song. Thẩm Vô Song vừa đi vừa nói: "Những vết thương khác không có gì đáng ngại, chỉ là chân của hắn bị trì hoãn quá lâu. Các ngươi lại sợ mất nhiều máu đã buộc chặt vết thương, khiến cho gân cốt xương mạch gần như hỏng mất. Từ nay trở đi mỗi ngày đều phải tắm thuốc. Sau khi tắm xong, ngài dựa theo huyệt vị tái chỉ, mỗi ngày xoa bóp cho hắn nửa canh giờ." "Vậy hắn có thể khôi phục như bình thường chứ?" Sở Du lo lắng mở miệng. Thẩm Vô Song trầm ngâm một lát sau nói: "Xem vận khí đi." Dứt lời, Thẩm Vô Song hững hờ nói: "Hiện giờ đại sở cùng Bắc địch đánh nhau, cũng không biết đánh thành bộ dáng gì, các ngài sao lại tới nơi này?" "Vốn là tới Bắc địch buôn bán, đột nhiên trên đường bị cướp bóc nên phải chạy trốn." Sở Du thuận miệng giải thích, Thẩm Vô Song cũng không truy cứu, hắn chỉ nói: "Nghe khẩu âm của ngài là người Hoa Kinh." "Ừ." Sở Du suy tư nói: "Tiên sinh cũng vậy." Thẩm Vô Song cười khẽ, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo: "Đúng vậy đấy." Dứt lời, hắn đưa lưng về phía Sở Du, đi được đoạn đường mới chậm rãi nói: "Cũng không biết khi nào thần đức đế mới chết." "Ngài?" Sở Du chần chờ: "Vì sao lại chắc chắn thần đức đế?" Thẩm Vô Song nhìn nàng, chậm rãi nói: "Bởi vì ta biết hắn để lọt một con cá lớn." Nếu là người khác, sợ là không nghe ra ý tứ từ trong lời nói của Thẩm Vô Song, nhưng mà Sở Du lại lập tức phản ứng lại. Con cá lớn Thẩm Vô Song nói e là Triệu Nguyệt năm đó. Họ Thẩm, học y. Sở Du nhanh chóng xuất lại những người năm đó một lần, mơ hồ nhớ tới. Năm đó Thái Y Viện có một vị đại phu họ Thẩm, dường như có chút tiếng tăm. Sau đó người này không rõ tung tích, nói là về quê báo hiếu. Sở Du do dự trong chốc lát nhưng vẫn không hỏi. Kỳ thật nghĩ kỹ cũng biết, năm đó Cố Sở Sinh và trưởng công chúa bảo vệ Triệu Nguyệt, tự nhiên phải có người hỗ trợ. Nếu năm đó Thẩm Vô Song bảo vệ Triệu Nguyệt,
sợ rằng giao tình với Triệu Nguyệt cũng không tồi. Hiện giờ nếu biết thân phận của Vệ Uẩn, e là sẽ bất lợi. Sở Dù không dám nói quá nhiều, trong lòng đối với y thuật của Thẩm Phú Song lại yên tâm vài phần. Rốt cuộc năm đó y thuật nhà họ Thẩm cũng rất nổi danh. Thế nhưng đối với người này, Sở Du lại thêm phần cảnh giác. Ba người đi vào một phòng, Thẩm Kiều Kiều canh giữ ở cửa, một nữ tử bên trong nhấc váy đi ra. Nàng mặc trang phục đại sở, xanh trắng đa sen, trên lỗ tay đeo khuyên tai ngọc lan, nhìn qua thanh lệ yếu nhã. Thẩm Vô Song vừa thấy người nọ, trên mặt nở nụ cười, đi tới nói. Tẩu tẩu, tẩu mệt sao? Đối phương khẽ cười, dịu dàng nói. Việc nhỏ thôi, thuốc tắm đã chuẩn bị xong, để công tử và phu nhân vào trước đi. Được. Thẩm Vô Song gật đầu, dặn dò nàng kia. Tẩu tẩu, để nấu cháo táo đỏ, tẩu nhớ uống đấy. Trên mặt đối phương hơi đỏ, nhẹ giọng nói. Đệ thật có tâm. Nói xong liền dẫn Thẩm Kiều Kiều xoay người rời đi. Vệ Uẩn và Sở Du nhìn hai người này nói chuyện, chung quy cảm thấy có vài phần kỳ quái. Thẩm Vô Song bình tĩnh quay đầu lại, nói với Sở Du cùng Vệ Uẩn. Được rồi, vào đi thôi. Sở Du không nói gì, đỡ Vệ Uẩn vào bồn tắm. Nàng không dám nhìn chàng. Thẩm Vô Song khoanh tay dựa vào một bên, cười nói. Ta thấy các ngươi thật là kỳ quái, đã thành hôn bao lâu mà còn câu nệ như vậy. Vệ Uẩn và Sở Du đều xấu hổ. Sau khi đỡ Vệ Uẩn vào trong nước, Vệ Uẩn dường mắt nhìn về phía Thẩm Vô Song. Còn cần nàng hỗ trợ không? Không cần, ta châm cứu cho ngài. Ngài ngâm nửa canh giờ, lát sau ta dạy nàng xoa bóp. Vệ Uẩn gật đầu nói với Sở Du. Vậy nàng đi ngủ một lát đi. Sở Du đã sớm muốn chạy, vội vàng rời đi. Chờ nàng đi rồi, Thẩm Vô Song đi ra phía sau Vệ Uẩn, giơ tay vỗ vỗ lưng chàng. Dịch lên phía trước một chút. Vệ Uẩn nghe lời dịch thân mình về đằng trước, lộ ra phần lưng thẳng tắp. Thẩm Vô Song cắm châm trên lưng Vệ Uẩn, không chút để ý nói. Các ngươi thật sự là phu thê, chưa động phòng à? Vệ Uẩn trầm mặc một lát, Thẩm Vô Song còn muốn giễu cợt, đã nghe thấy chàng nói. Tính tình phu nhân ta ngượng ngùng, mong sau này tiên sinh không nói giỡn nữa. Thẩm Vô Song ngẫm nghĩ, gật đầu nói. Cũng phải, tẩu tử ta cũng thẹn thùng. Được, về sau ta không trêu các ngài. Vệ Uẩn không nói chuyện, một lát sau chàng mở miệng nói. Ca ca ngài đâu? Ca ta à? Trong giọng nói của Thẩm Vô Song mang theo vài phần chua xót. Đã chết. Vệ Uẩn rũ đôi mắt xuống. Xin lỗi. Không sao. Thẩm Vô Song khẽ cười. Cũng không phải chuyện không thể nói ra. Chúng ta cũng không làm sai. Ta cần gì phải sợ. Nếu nói sai. Thẩm Vô Song châm kim trên lưng Vệ Uẩn. Trong mắt hắn mang theo tia lạnh lẽo. Cũng là bọn họ sai. Vệ Uẩn ngẫm nghĩ. Rốt cuộc nói. Không biết Luyện Huynh mất như thế nào. Nếu là có thủ án, ngày sau ta có thể giúp đỡ một chút. Ngài không giúp được. Giọng nói Thẩm Vô Song bình đạm. Ngài ở Hoa Kinh, chắc là phú thương đi. Vệ Uẩn trầm mặc không nói, đối phương lại đạm nhiên. Trước kia ta lăn lộn ở Hoa Kinh cũng không tồi. Phần lớn quan lớn quý tộc bậc nhất Hoa Kinh ta đã gặp qua, ngài cũng không cần lừa gạt ta. Hiện giờ Hoa Kinh thế cục đại biến, kẻ thù của ngài có lẽ đã gặp nạn chăng? Vệ Uẩn thử mở miệng thăm dò, Thẩm Vô Song hơi ngẩn người dừng động tác cắm châm. Một lát sau, hắn chậm rãi nói. Vậy, ngươi có biết tình hình trưởng công chúa hiện tại không? Trong lòng Vệ Uẩn chấn động mạnh, thù nhà của Thẩm Vô Song có liên quan đến trưởng công chúa. Nhưng mà ngẫm lại, năm đó Thẩm Vô Song chắc là bị chuyện của Triệu Nguyệt liên lụy đến. Huynh trưởng hắn chết, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này. Nếu nói Triệu Nguyệt được trưởng công chúa giấu ở bên người, người mà hắn muốn hỏi đến có lẽ không phải trưởng công chúa mà là Triệu Nguyệt. Vì thế chàng chậm rãi nói. Trưởng công chúa hiện giờ không rõ tung tích. Sao? Thẩm Vô Song giọng điệu kìm nén. Trưởng công chúa trường tụ thiện vũ, bất luận ai làm đế vương, nàng đều nên sừng sững không ngã mới đúng. Làm sao lại không rõ tung tích? Chú thích, trường tụ thiện vũ, dịch là ống tay áo dài thì múa giỏi. Ý nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Hiện giờ đại sở thay đổi triều đại, Thuần Đức Đế bị giết, đã trở thành thiên hạ của Triệu thị rồi. Thẩm Vô Song tay hơi khựng lại, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Ngài nói gì? Thế tử Tần Vương Triệu Nguyệt dẫn binh đánh hạ Hoa Kinh là dòng dõi chính thống của Triệu thị, hiện giờ đã đăng cơ xưng đế ở Hoa Kinh. Chỉ là sau khi hắn đăng cơ, trưởng công chúa không rõ tung tích. Vệ Uẩn quay đầu lại quan sát Thẩm Vô Song, bình tĩnh nói.
Tiên sinh không biết sao? Thẩm Vô Song siết ngân châm, run nhẹ nhẹ. Một lát sau, hắn nhìn về phía Vệ Uẩn, cười lạnh nói. Không phải công tử hỏi kẻ thù của ta là ai sao? Ta nói cho ngài biết. Thẩm Vô Song chậm rãi châm kim sau lưng Vệ Uẩn, lạnh lùng nói. Ca ca ta chết trong tay tân đế Triệu Nguyệt này, ngài hiện giờ có thể giúp ta sao? Năm đó hắn gặp nạn cũng không chết, hiện giờ ta còn có thể báo thù. Tại sao lại không thể? Vệ Uẩn bình tĩnh hỏi. Thẩm Vô Song sửng sốt, hắn không ngờ nói đến tình trạng này mà thiếu niên kia cư nhiên không hề có chút sợ hãi. Vệ Uẩn nhìn hắn lãnh đạo nói, vừa vặn. Bên môi chàng gợi lên nụ cười lạnh. Phụ huynh ta cũng là chết trong tay vị này. Thẩm Vô Song ngơ ngác nhìn chàng. Vệ Uẩn xoay đầu đi, bình tĩnh nói, Trấn Quốc Hầu Vệ Uẩn bái kiến Thẩm đại nhân. Vệ Uẩn. Thẩm Vô Song đột nhiên mở to hai mắt, châm cầm trong tay, thế nhưng đã quên tiếp tục châm kim. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.